xin được lời chào tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô và tất cả các bạn sinh viên. Vậy thay mặt trường Đại học Công nghệ xin cảm ơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh của Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho chúng tôi được thưởng thức một đêm văn nghệ thực sự là tuyệt vời. Hơn 1.000 sinh viên được sống như những người lính và trở thành những người đồng đội. Và trong không khí vui tươi này, tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát Đồng đội. Xin mời các bạn sinh viên đồng đội của tôi lên đây ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Các bạn đang mặc áo lính ở bên cạnh nào lên đây ạ. Xin mời các bạn đây ạ. Đâu ạ? Các bạn đâu ạ? Alo. Chia cho nhau bao hiểm nguy.